Rằm Trung Thu đã tới, các bé lại được háo hức chờ đón thời khắc mặt trăng tròn sáng và đẹp nhất trong năm. Hòa trong không khí rộn ràng ấy, thành phố Uông Bí sẽ tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm cấp thành phố năm 2022. Thời gian tổ chức vào 19 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 năm 2022, tức ngày 14 tháng 8 âm lịch, tại sân quảng trường 25 tháng 2, nhà hát thành phố. Với các tiết mục văn nghệ, múa rồng lân, trao quà cho các bé có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung Thu. Đêm hội trăng rằm thành phố Uông Bí năm 2022 hứa hẹn sẽ có nhiều hoạt động vô cùng thú vị và hấp dẫn cho các bé vào ngày Tết Trung Thu.